Xin chào, mình là Kiên. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình làm về men style và một chút những thứ liên quan đến cuộc sống của mình. Thì video này là một cái video mở đầu cho một cái series mà mình sẽ chia sẻ rất kỹ đến từng loại các cái accessory, các phụ kiện khác nhau và một video mở đầu sẽ không thể hợp lý hơn với chủ đề 10 phụ kiện mà các bạn nên có. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Intro. Trước khi đi vào video thì mình phải có một nhiệm vụ thông báo video này được tài trợ bởi Frank, một thương hiệu đồ gia thủ công Việt Nam hướng đến sự hiện đại, lịch thiệp và tinh tế. Thông tin chi tiết hơn về Frank mình sẽ nói phía sau video. Được rồi, vào thẳng luôn vấn đề nhé. Phụ kiện đầu tiên mà cá nhân của mình nghĩ là nam giới cần phải có đó chính là đồng hồ. Watches. Watches là số nhiều và ý của mình ở đây cũng chính xác là như vậy. Bạn phải có ít nhất là hai chiếc đồng hồ trong tủ đồ. Một chiếc đồng hồ để các bạn dress up mặc đi ở những cái sự kiện nào lịch sự và một chiếc đồng hồ casual để các bạn đeo hàng ngày và để các bạn phối đồ hàng ngày. Thế giới của đồng hồ thì mình cũng phải nói là vô vàn. Nhưng mà để đơn giản hóa cho các bạn, mình sẽ chia đồng hồ ra làm ba thể loại. Đầu tiên đó chính là smartwatch. Thì điểm nổi bật nhất của smartwatch đó chính là cái công năng của nó. Nó sẽ giúp mình theo dõi lượng calo khi mà đi tập gym. Rồi có vô vàn những tính năng cũng hỗ trợ cho Khỏe. và smartwatch như thế này thì cũng có vô vàn phụ kiện để các bạn có thể kết hợp ví dụ như bản thân của mình đây thì mình đã lựa chọn một cái strap khá là đặc biệt đây là cái strap gọi là cái dây đeo của ms những cái chiếc đồng hồ apple watch nói riêng như thế này và smartwatch nói chung thì cái tính tùy biến của nó rất là cao các bạn hoàn toàn có thể thay dây đeo rồi các bạn hoàn toàn có thể thay mặt đồng hồ để phù hợp với cái outfit của các bạn nhưng mà để suy lại cho cùng thì những cái chiếc smartwatch như thế này nó sẽ thuộc vào cái dạng casual dạng đồng hồ thứ hai có tên là đồng hồ cos. Cos thì ở việt nam hay gọi là đồng hồ quát ấy. hay là nói thân thuộc hơn một chút nữa là đồng hồ chạy pin. Thì đồng hồ cos nổi tiếng nhất là Casio hay đây là G-Shock. Cái đặc điểm của đồng hồ cos đó chính là cái tính chính xác về thời gian nó gần như là tuyệt đối. Cái thứ hai nữa là nó có thể chịu được va đập mạnh. Các bạn có thể kiểu bơi rồi chơi thể thao các thứ trong những cái chiếc đồng hồ cos như thế này. Và cái thứ ba nữa là giá thành của những chiếc đồng hồ cos như thế này thì rất là rẻ. Tất nhiên rồi, cũng có những cái chiếc đồng hồ cos làm bằng nguyên vàng rồi nguyên bạc các thứ thì nó giá nó đắt hơn. Nhưng mà để nói chung chung thì đồng hồ cos nó cũng sẽ có khi là rẻ hơn cả smartwatch và đang tiện nói đây luôn thì cái độ mạnh nữa của đồng hồ COS đồng hồ chạy pin đó chính là độ đa dạng về kiểu dáng và độ đa dạng về các hãng các bạn có thể lựa chọn các bạn hoàn toàn có thể chọn được đồng hồ casual lẫn formal ở trong thể loại đồng hồ này tiếp theo dạng thứ ba dạng thứ ba đó chính là Mechanical và Automatic Watch Thì cái kiểu đồng hồ này Nói thân thương tiếng Việt ra đó chính là đồng hồ cơ Cái bộ máy này là bộ máy cơ học Không có tính điện tử, không có tính pin ở đây Toàn bộ sẽ được chạy bởi Spring Drive Nói chung là mình sẽ giải thích kỹ hơn về cái vấn đề này Trong cái video đồng hồ Nhưng mà nôm na thì các bạn có thể hiểu rằng Nếu mà các bạn đeo cái đồng hồ thường xuyên Đối với đồng hồ Automatic Thì cái đồng hồ gần như là sẽ không bao giờ chết Còn nếu mà cái đồng hồ Mechanical Nếu mà các bạn chăm lên cót thì nó cũng sẽ không bao giờ chết hết Thì những cái thể loại đồng hồ cơ này Cũng sẽ có casual và cũng sẽ có form nhưng mà phần lớn nó sẽ thuộc vào cái dạng formal nhiều hơn kể cả là cái chiếc đồng hồ đấy có là spot watch kiểu như là diver như thế này thì nó vẫn có thể mặc được với suit cái ưu điểm của những chiếc đồng hồ cơ này là nó tạo cho con người cảm giác kiểu như là cái đồng hồ nó đang sống và cái đồng hồ nó đang chạy đồng hồ cơ thì có quan trọng không các bạn nhất thiết phải có không tất nhiên là không đồng hồ cost nó rất là nhiều giá thành còn rẻ nhưng mà một chiếc đồng hồ cơ cho đến những chiếc đồng hồ đắt tiền của Rolex Patek các thứ thì nó gọi là một đặc ân để mà sở hữu hay một đặc ân để mà chiêm ngưỡng và cảm nhận nó ok nói nhiều về đồng hồ quá chán đeo đồng hồ luôn rồi cất đồng hồ đi đấy là sơ qua một chút về đồng hồ ok item thứ hai wallet những chiếc ví thì ví gần như là ai cũng có nhưng là một chiếc ví đẹp một chiếc ví chất lượng thì chưa hẳn là ai cũng có ví thì cũng sẽ có rất là nhiều loại loại thứ nhất là bài gần như là 80 90 phần trăm nam giới sẽ có các loại ví này nó phổ biến nhất là một nhưng cái thứ hai nữa là nó để được tiền và tiền được gập cong lại chứ không phải là gập vuốt mét và điểm thứ ba nữa là nó có khá là nhiều chỗ để để thẻ nhưng mà chính vì vấn đề này mọi người đã lạm dụng cái bài phô wallet hơi quá đà thay vì chỉ để những thứ cần để thì các bạn nào lại để cả tiền lẻ rồi các bạn nào là để cả bill rồi các bạn nào là để một đống những cái thẻ gọi là thẻ thành viên hay member card những cái đồ không cần thiết một tí nào các bạn vẫn cứ cố nhồi nhét vào trong cái ví thì dần dần thứ nhất đa phần những chiếc ví không chất lượng mọi thứ nó sẽ bị bong chóc ra nhìn cái ví nó không hề đẹp không hề sạch sẽ một tí nào cái thứ hai nữa là các bạn bỏ quá nhiều thì cái ví nó sẽ cộm lên cực kỳ dày vậy nên là thay vì sử dụng những chiếc ví bifo cá nhân của mình một là các bạn nên sử dụng hẳn ví dài long wallet các bạn cầm lên tay hoặc các bạn bỏ vào clutch hay cái thứ hai nữa là các bạn nên sử dụng card holder các bạn chỉ cần bỏ những chiếc thẻ cần có và đút vào túi thôi cái profile của nó rất là mỏng khi các bạn đút vào túi quần thì nhìn nó không hề bị gượng không kiểu như là hơi vô duyên ví cũng là cái phụ kiện mà gần như mọi người không mấy quan tâm lắm mọi người mua một lần và dùng cho đến khi nào nó hỏng thì thôi nhưng mà ví nó cũng là một cái chi tiết rất quan trọng để đánh giá xem bạn là người như thế nào bạn là một người gọn gàng ngăn nắp và có hướng thành công hay bạn là một người xuề xòa cầu thả và luôn luôn thất bại vậy nên là các bạn hãy để ý thêm một chút về những chiếc ví của các bạn nhé ok phụ kiện thứ ba đó chính là kính mắt kính dâm thì về kính mắt kính dâm mình cũng đã có quá nhiều video nói về vấn đề này rồi nó là một phụ kiện làm đẹp nhưng mà cái công dụng của nó cũng rất là thực dụng vậy nên là kể cả mắt của các bạn thị lực có mà 11 trên 10 thì mình vẫn khuyên các bạn là nên đi tìm một chiếc gọng kính phù hợp với khuôn mặt của các bạn đang tiện nói đến gọng kính thì mình cũng sẽ nói qua một chút về những kiểu dáng kính nhá thứ nhất đó chính là aviator aviators là kính cho phi công và cái mắt nhìn cũng rất là ngầu kiểu dáng thứ hai là kiểu dáng club master club master nghe thì có vẻ lạ nhưng mà các bạn nhìn thấy gần như là hàng ngày thì nếu mà các bạn muốn một cái nhìn kiểu không quá hầm hố các bạn vẫn muốn một cái nhìn hơi trẻ trung một chút hơi theo kiểu mình gọi là học hành một chút thì cái kiểu dáng club master này sẽ rất là phù hợp với các bạn kiểu dáng tiếp theo là kiểu dáng cat eye cat eye thì như cái tên của nó luôn mắt của con mèo như thế nào thì cái kính này nó sẽ có kiểu dáng như vậy và kiểu dáng phổ biến cuối cùng mình muốn nhắc đến là kiểu dáng wayfair wayfair thì gần giống với club master nhưng mà nó sẽ có cái gọng đi hết xuống dưới đuôi mắt club master nó mang đến cái dáng vẻ nó thanh lịch hơn một chút còn wayfair nó sẽ mang đến cái dáng vẻ hơi kiểu casual hơn một chút cái okay, phụ kiện tiếp theo phụ kiện thứ tư đó chính là những chiếc ốp điện thoại như thế này bây giờ thì mình nghĩ không có bạn nào không sử dụng smartphone nữa và tất nhiên khi sử dụng smartphone các bạn yêu quý những chiếc điện thoại của các bạn thì các bạn cũng sẽ tìm cách để bảo vệ những chiếc điện thoại yêu quý và tất nhiên rồi chiếc ốp điện thoại cũng sẽ phản ánh lên các bạn là một con người như thế nào thì cá nhân của mình nghĩ là ốp điện thoại nó cũng khá là giống với những chiếc ví ấy. các bạn mang theo hàng ngày khi mà các bạn rút ra mọi người nhìn thấy và mọi người sẽ đánh giá xem là các bạn là một người như thế nào tất nhiên rồi không ai nên đánh giá một người khác dựa qua cái vẻ bề ngoài nhưng mà nếu đó là toàn bộ thông tin mà chúng ta nhận được thì đó cũng là cái cách để chúng ta nhận biết được và đánh giá xem qua một cách tổng thể là người đấy như thế nào và chính vì vậy một chiếc cốc chất lượng các bạn cũng không nên không nên bỏ qua ok phụ kiện tiếp theo cái này thì bây giờ mình cũng đang mang đi hàng ngày đó chính là những chiếc cặp những chiếc túi những chiếc cặp có thể cực kỳ to bỏ được rất là nhiều đồ như cặp của Herschel đây hoặc là những cái chiếc túi crossbody bag rất là nhỏ như thế này đều là những món đồ cực kỳ tiện dụng mà các bạn nên mang theo hàng ngày nếu các bạn là học sinh sinh viên các bạn cần phải đem nhiều sách vở các bạn phải đem thêm cả laptop thì những chiếc cặp to kiểu giống như Herschel nó sẽ cực kỳ hữu ích hay là các bạn đi một chuyến như kiểu là day trip các bạn muốn bỏ rất là nhiều đồ vào thì những chiếc cặp to cũng cực kỳ là hữu dụng hoặc nếu mà các bạn chỉ đi chơi hoặc là các bạn làm văn phòng mà không cần mang quá là nhiều đồ thì những cái chiếc crossbody bag mà nhìn lịch thiệp như thế kia cũng rất là hợp lý và tất nhiên rồi như mình vừa nói đấy từ cái ví rồi đến cái ốp điện thoại nó cũng sẽ phản ánh ra là cái nhìn của bạn như thế nào vậy nên là các bạn cũng đừng quá hạn hẹp với những chiếc túi những chiếc túi đối với mình nó giống như kiểu là trợ thủ đắc lực nó mang được rất là nhiều đồ rồi nó còn nâng tầm outfit rồi nó nó còn gửi được ra cái thông điệp mà mình muốn gửi cho mọi người nó kiểu như là mình muốn mọi người nhìn mình như thế nào kiểu như là một học sinh năng động hay là một người kiểu chững chạc hơn nhìn lịch thiệp hơn mà tất nhiên rồi nếu mà các bạn đang đi tìm những chiếc túi vừa chất lượng nó đi cùng với các bạn theo năm tháng mà nó vừa phong cách lịch thiệp thì tất nhiên rồi đừng đừng bỏ qua frank nhá đây là chuyên mục dành cho sponsor mình cũng đang nói đến frank rất là nhiều rồi và cá nhân của mình đây cái chiếc calvin và central bag này là chiếc túi mình thích nhất từ trước đến giờ cái chiếc túi này theo cá nhân của mình là nó vừa dung hòa được cái sự tiện lợi nó bỏ được gần như là tất cả những cái đồ lặt vặt khi mà mình đi ra khỏi nhà mà kèm theo đấy thì cái nhìn của nó cũng rất là phong cách như các bạn có thể nhìn thấy thì cái chiếc túi này nó có mang một cái dáng vẻ hộp hộp nó mang một cái dáng vẻ kiểu như là hơi retro một chút, nó giống như là những cái chiếc cặp vuông của các thầy ngày xưa đi dạy nhưng mà được level up lên, nhìn sang nhìn lịch thiệp hơn rất là nhiều. Thường thường đối với những chiếc túi thì mọi người sẽ phải đánh đổi giữa công năng và cái dáng vẻ. Kiểu như cái túi của Zara đây thì nhìn cũng hộp hộp rồi kiểu dáng rất là bắt mắt, nhưng mà để so về công năng thì sẽ không bao giờ có thể bằng được chiếc túi Calvin này của Frank. Mà toàn bộ các sản phẩm đồ da của Frank thì đều là top grain leather. Đây cũng là một cái dấu hiệu để nhận biết rằng sản phẩm da của Frank khá là chất lượng và cái độ hoàn thiện của cái chiếc túi này cũng như toàn bộ các sản phẩm của frank cũng rất là tốt khi mà các bạn cầm lên các bạn sử dụng nó có một cảm giác gì đấy khá là đáng nể nó không kiểu như là những cái đồ vật da kiểu bình thường các bạn dùng cho có chứ nó không đem lại một cái gì đấy khá là đặc biệt nhưng mà những sản phẩm của frank thì đối với mình nó luôn luôn tạo ra những cái sự thích thú khi mà sử dụng sản phẩm chiếc clutch này của frank mình cũng đã sử dụng được đến gần một năm rồi và cho đến bây giờ khi mà mình kéo ra kéo vào cái zipper mình vẫn cảm thấy nó có một cái gì đấy cực kỳ mượt mà cực kỳ đã chứ không phải giống như những chiếc túi rẻ tiền mà frank cũng có cái dịch vụ custom name vậy nên là trên cái thác này có tên kiên phạm ở đây mình cũng cảm thấy là cái chiếc túi này nó đặc biệt hơn cái chiếc túi này là được làm ra dành cho mình chứ không phải là làm ra cho một ai đó khác danh mục sản phẩm của frank cũng rất là rộng và có cực kỳ nhiều sự lựa chọn cho các bạn từ những chiếc card holder rồi ví bifold cho đến những chiếc messenger bag cực kỳ chất lượng như thế kia Frank đều có để phục vụ cho tất cả các bạn Vậy nên là các bạn đừng ngần ngại nhấn vào link phía bên dưới truy cập thẳng website của Frank Chọn ra những cái món đồ da cực kỳ chất lượng mà phù hợp với các bạn nhất Và đừng quên vì Frank là sponsor của Kiên Phạm Vậy nên là mình cũng sẽ có một cái code giảm giá cực kỳ ưu đãi mà chỉ có viewer trên kênh Kiên Phạm mới có thôi nhá Link in the description Được rồi, đến với phụ kiện tiếp theo Đó chính là những chiếc thắt lưng belt những chiếc thắt lưng như thế này cũng là một cái phụ kiện mà các bạn thường thường hay bỏ quên các bạn đeo thắt lưng đa phần là không để quần bị tụt mà thôi mà cá nhân của mình trước đấy cũng là như vậy nhưng mà thực ra những chiếc thắt lưng như này cũng là một cái điểm nhấn khá là quan trọng cho cả một bộ outfit nhiều người còn nói là một bộ outfit formal quần âu rồi áo sơ mi các thứ nó sẽ không thực sự được hoàn chỉnh nếu không có những chiếc thắt lưng ra cá nhân của mình thì mình nghĩ là các bạn có thể đeo thắt lưng cũng được hoặc các bạn không đeo cũng được nếu mà các bạn muốn thêm điểm nhấn một chút ở vùng hông thì thắt lưng cũng là một sự lựa chọn khá là tốt. Mà chọn thắt lưng cũng khá là dễ cho nên mình sẽ nói luôn ở trong cái video này. Thì thắt lưng nó sẽ có ba style, style của cái phần mà khóa như thế này này. Đầu tiên là frame style. Frame style thì nó cũng giống như là cái gọi là cái strap để mà đeo gọi là cái gì ta nó giống khóa dây đồng hồ như thế này này thì phần bên ngược lại nó sẽ có những cái lỗ để các bạn khóa dây vào thì đấy là cái frame style tiếp theo là box style box style này của mình thực ra là họ đã không có cái phần gọi là che như thế này rồi nhưng mà box style thì đa phần là dây thắt lưng sẽ không có lỗ mà nó sẽ sử dụng cái hệ thống contract như thế này thì đây gọi là box style còn một loại phổ biến nữa là cái loại ring style ring style thì như cái chiếc thắt lưng vải của mình đây chẳng qua nó là luồn vào hai lần như thế này để mà tạo ra một cái loop để mà Cắt dây vào thôi thì đây gọi là ring style thì cả ba loại này đều có hướng formal và đều có hướng casual formal hay casual thì nó lại phụ thuộc vào độ rộng của thắt lưng và cái chất liệu làm nên thắt lưng đầu tiên là thắt lưng formal thì độ rộng của nó nó sẽ hẹp hơn nó sẽ chỉ rơi vào tầm khoảng 1,25 inch đổi ra cm là rơi vào tầm khoảng 3,8 cm và cái chất liệu của thắt lưng formal thì nó sẽ làm bằng da trơn và ổ khóa thì nó sẽ làm bằng stainless steel hoặc là bằng vàng hoặc bằng bạc còn hướng về cái bên casual thì cái độ rộng của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1,7 75 inch hay lại quy ra cm nó sẽ là 4,4 cm và chất liệu của thắt lưng thì cũng có rất là nhiều các thể loại làm bằng canvas cũng có này rồi làm bằng nylon cũng có này rồi làm bằng da cũng có hết và cái khóa của thắt lưng thì nó cũng sẽ có được nhiều họa tiết hơn cá nhân của mình nghĩ thì kể cả bạn là một người không hề đeo thắt lưng thì các bạn cũng nên ít nhất là có một chiếc formal và một chiếc casual để phòng trừ khi mà các bạn mua phải cái quần hơi to hơn một chút hay là các bạn có hơi giảm cân một chút thì các bạn vẫn có thể sử dụng thắt lưng và mặc tiếp cái quần của các bạn ok phụ kiện tiếp theo phụ kiện thứ bảy hình như là vậy đấy là những chiếc vòng tay những chiếc vòng tay thì Oops. Những chiếc vòng tay thì có thể được làm bằng vải như thế này Rất là trẻ trung, năng động, hơi kiểu high beast một chút Rồi những chiếc vòng tay cũng có thể được làm bằng da Những cái chiếc vòng tay rất là nhỏ như thế này thôi Nhưng mà nó được làm bằng da Rồi ở đây của mình cũng có một cái vòng gọi là double tour Có nghĩa là nó sẽ vòng qua hai lần trên cổ tay của các bạn Thì những cái chiếc vòng da như thế này thì nó sẽ tạo ra được một cái dáng vẻ kiểu lịch sự hơn một chút Nhưng mà cũng không kém phần ăn chơi một chút nào hết Và cuối cùng là những chiếc vòng tay bằng kim loại Thực ra đây là một dạng của vòng tay Nó có tên là bangle hoặc là cuff thì nó khác vòng tay bình thường một chỗ là các bạn chỉ việc nhét nó vào ấn vào hai bên thì nó sẽ tạo ra một cái vòng tay kiểu như này nhưng mà vòng tay bình thường thì nó cũng là những cái link thôi và nó có một cái khóa để khóa lại thì để mà nói đến vòng tay nếu mà những cái chiếc ốp điện thoại những cái chiếc ví và những cái cặp nó cũng đã phần nào nói lên được bạn là ai nó phần nào giúp người khác hình dung được bạn là một người như thế nào thì những chiếc vòng tay tuy là nhỏ nhắn trên cổ tay như thế này nhưng mà cái sức mạnh của nó cái khả năng gửi thông điệp của nó lại còn mạnh mẽ hơn thì cũng giống như là đồng hồ cái thế giới của vòng tay cũng phải gọi là vô vàn các bạn có vô số những lựa chọn khác nhau cũng có vô số những cái hãng mà các bạn có thể lựa chọn từ những cái vòng khá là rẻ như thế này nó chỉ là mạ vàng thôi cho đến những cái vòng mà 100 phần trăm làm bằng bạc nặng trịch như thế này giá nó cao cấp hơn một chút thì nếu các bạn là một người thích bộc lộ bản thân muốn chia sẻ với mọi người xem bạn là ai hay bạn là một người đam mê thời trang yêu phong cách các bạn rất thích phối phụ kiện về outfit để mà nâng cấp outfit lên nhìn outfit nó phức tạp hơn nó có điểm nhấn hơn và nó có tính cách hơn thì chắc chắn rồi vòng tay là một cái phụ kiện mà các bạn không thể nào không có được và tất nhiên chắc chắn là mình sẽ có một một cái video riêng nói rất rõ về các loại vòng tay từ kiểu dáng cho đến chất liệu cho đến màu sắc. Vậy nên, một sub cho channel này là một điều tuyệt vời. Ok, phụ kiện thứ tám đó chính là những chiếc vòng cổ. Thì vòng cổ và vòng tay mình sẽ đặt hai thể loại này cùng chung một cái level. Nó có một cái sức mạnh truyền tải thông điệp là ngang nhau và nó cũng sẽ đem lại một cái sự phức tạp cho outfit ngang nhau. Các bạn hoàn toàn có thể chỉ đeo vòng cổ hoặc vòng tay hoặc là các bạn đeo cả hai. Thì vòng cổ nó có thêm một cái điểm nhấn hơn đó chính là những cái chiếc pendant. Pendant là những cái chi tiết được gắn vào trong vòng cổ như thế này nó tạo thêm điểm nhấn các bạn không muốn quá là nhiều những cái điểm nhấn ở trên cổ của các bạn thì các bạn chỉ cần đeo một cái vòng trơn là ok link thì loại link nào cũng được hết ví dụ như đây là Rolo chain hay ví dụ như ở đây là rope chain chắc chắn là mình cũng sẽ có một cái video riêng nói về vòng cổ và các loại link khác nhau rồi nhưng mà để đơn giản hóa trong video này thì độ dày của vòng cổ sẽ quyết định xem độ formal hay casual vòng cổ càng dày thì càng casual và ngược lại thêm một chi tiết nữa đó chính là độ dài của vòng cổ nếu mà các bạn muốn đeo pendant thì mình nghĩ là tầm khoảng 20 inch là ok nhất ví dụ như cái rope chain của mình đây thì hình như là chỉ có 18 inch mà thôi Thì đeo nó sẽ ngắn hơn so với cái vòng này Mà đeo mấy cái vòng này bây giờ layer với nhau nhìn như mấy ông rapper Bây giờ thêm một cái tennis chain ở đây nữa thì đúng là Rapper ngay lập tức Bây giờ mình lại đang cảm thấy đeo hai cái vòng này hay hay Mình sẽ đeo hai cái vòng này từ giờ cho đến hết video Ok, phụ kiện thứ 9 Đây là một cái phụ kiện mà cá nhân của mình nghĩ thôi nhá Nó có sức mạnh lớn nhất để truyền tải thông điệp Và nó cũng có sức mạnh lớn nhất trong việc phá cách Những chiếc nhẫn những cái chiếc nhẫn như thế này thực sự luôn nếu bình thường các bạn đi ra ngoài đường các bạn thấy một ai đấy đeo tầm khoảng hai ba chiếc nhẫn chắc chắn là chưa cần biết họ mặc đẹp hay không các bạn sẽ có ấn tượng trước cái đã cái thứ hai nữa khi mà các bạn ngồi chung với mọi người mà một ai đấy đeo một chiếc nhẫn rất là đẹp hay là nó có một cái ý nghĩa gì đấy thì chắc chắn là các bạn sẽ để ý ngay lập tức khác với những chiếc cặp những chiếc ví rồi những chiếc ốp những cái đấy tính lan tỏa theo cá nhân của mình nghĩ là nó hơi khiêm tốn một chút nhưng mà những chiếc nhẫn thì cái tính lan tỏa của nó tuy là nó chỉ rất bé trên tay thôi nhưng mà gần như nó cực kỳ lớn ví dụ như ở đây là mình đang đeo một chiếc nhẫn Tortuga của Clock and Colors và như các bạn thấy, thứ nhất là những chi tiết trên cái nhẫn này quá là kinh khủng luôn, cực kỳ bắt mắt. Cái thứ hai nữa, hình ở trên này là khắc la bàn nó cũng có một cái ý nghĩa rất đặc biệt đối với mình. Khi mà đi ra ngoài gặp các bạn thì không ít người cũng đã hỏi về cái chiếc nhẫn này của mình. Và đấy thay vì hỏi về vòng tay, hỏi về vòng cổ, rồi hỏi về cái cặp, mọi người sẽ hỏi về cái nhẫn. Và chắc chắn rồi, một món đồ của mình tâm đắc như thế này thì mình cũng rất là tự hào để kể cho mọi người nghe về chiếc nhẫn này. Và nhẫn thì cũng như vòng cổ như vòng tay có vô vàn, vô vàn những sự lựa chọn dành cho các bạn thì để tổng kết lại nếu mà các bạn là một con người phá cách nếu mà các bạn muốn gửi cái thông điệp của các bạn một cách mạnh mẽ nhất các bạn muốn có trang sức phức tạp hơn một chút thì các bạn sẽ không nên bỏ qua những chiếc nhẫn ok phụ kiện cuối cùng đây là phụ kiện mà mình đang không có một cái nào đó chính là những chiếc mũ thật sự luôn trước giờ thì mình không phải là một người thích đội mũ từ bé đến giờ mình chưa có một cái mũ nào mà mình thực sự thích và sử dụng lâu dài nhưng mà không thể phủ nhận được cái tác dụng của mũ đội mũ thì sẽ giúp cho bảo vệ đầu của các bạn các bạn sẽ giảm thiểu được khói bụi bám vào tóc thứ hai nữa là nó sẽ chặn được ánh nắng mặt trời trời buổi trưa buổi chiều nắng nóng gay gắt mà nó cứ đánh thẳng vào đầu của các bạn thì cũng sẽ không tốt cho sức khỏe một chút nào hết nó làm ảnh hưởng đến thần kinh mà nó cũng làm ảnh hưởng đến da đầu của các bạn rất là nhiều vậy nên là có một chiếc mũ cũng sẽ bảo vệ cho các bạn rất là tốt mũ thì các bạn có thể mua những cái chiếc mũ lưỡi chai hoàn toàn bình thường thôi nếu mà các bạn thích hay em một chút thì các bạn mua designer brand cũng được hoặc là kiểu baseball cap kiểu như là new york yankee nếu mà các bạn hơi hip hop hơi rapper một chút hoặc là mũ tai bèo thực ra nhá bây giờ prada vừa ra một cái collection mới spring and summer 2022 họ có một số những cái mẫu mũ tai bèo cực kỳ là thích luôn mình nhìn mình cũng rất là có cảm tình luôn có thể là mình sẽ mua cái chiếc mũ đấy đấy rồi nếu mà thời tiết lạnh hơn một chút thì các bạn cũng có thể mua beanie. ok vậy đó là 10 item 10 phụ kiện mà theo cá nhân của mình là nam giới nên có và chắc chắn rồi mình sẽ ra từng video riêng dành cho từng phụ kiện mình sẽ nói chi tiết về kiểu dáng nói chi tiết về chất liệu và tất nhiên sẽ có gợi ý phối đồ vậy nên là các bạn đừng ngần ngại nhấn mức nút subscribe nhé đấy là động lực lớn nhất để mình tiếp tục sản xuất video mà đeo hai cái vòng này nặng cổ phay thôi tạm Cảm để đây và để kết thúc lại video thì mình một lần nữa phải cảm ơn nhà tài trợ của mình đó chính là Frank để mà nói đến phụ kiện nhất là những chiếc clutch nhất là những chiếc túi thì Frank là một điểm đến không thể không thể hợp lý hơn với một cái trình độ gia công của những bàn tay của nghệ nhân Việt kèm với chất liệu da cũng rất là chất lượng nếu mà các bạn để ý thì đây là Epi Leather mà Epi Leather là signature leather của Louis Vuitton mà toàn bộ những điều này Frank lại có một cái mức giá rất là phù hợp đối với túi tiền của người Việt Nam vậy nên là các bạn đừng chần chừ nhấn một cái link phía bên dưới truy cập thẳng của website của Frank chọn cho bản thân những sản phẩm mà các bạn cảm thấy ưng ý nhất từ card holder cho đến thắt lưng cho đến clutch cho đến túi Frank đều có và sẵn sàng để phục vụ tất cả các bạn và đừng quên vì Frank là sponsor của Kiên Phạm vậy nên là mình cũng sẽ có một cô giảm giá cực kỳ ưu đãi mà chỉ có view trên kênh Kiên Phạm mình có đấy nha link in the description. Ok, nếu mà các bạn cảm thấy thông tin trong video của mình hữu ích thì đừng quên drop cho mình một like. Đừng ngần ngại nhấn nút subscribe để luôn vào cái chuông cạnh nút subscribe để nhận notification mỗi khi mình up video mới. Mình cũng sẽ để những cái link social media của mình phần bên dưới description box. Các bạn hãy follow Insta của mình để cập nhật thêm những ý tưởng phối đồ, mix and match để tâm khác nhau. Cập nhật thêm cho bản thân những kiến thức về men style nói riêng và thời trang nói chung. Ok. That's it for me guys. See you guys later. Be strong, be confident. Bye bye.